Trước giờ chị cho bé đi điều trị đâu chưa? Cô chú cha, tầm lâm rồi mà ra đây đó hả? Thì em nói đó chị. Tại vì bé là bị trong người rồi nên là chị chăm cố gắng đi như vậy. Chứ sao không rủ tội bé. Sao để mụn hắn là khả năng rủ cao đó. Thì theo loại mụn đó chị. Đau nha. Chị ơi, bên cho em đặt đặt lịch nặng mụn với. Khi nào em qua em? Bên bên giữa, bên giữa. Em cứ qua thôi. Rồi, ok. Ok. Bé bị mụn ẩn khá nhiều chị. Chị có thấy những cái chỗ này chị không thấy nhưng mà em nặng ra không? Tại vì nó ẩn như thế này mà để lâu á thì nó sẽ bị viêm lên những con to vậy. Bé chịu đau không được nè. Chịu đau ổn. Đến chịu đau không được khó nhận. Đây là tại vì cơ địa rồi chị, nó bị trong người rồi, nó là da dầu là quanh năm suốt tháng vậy đấy, mình hạn chế là nó. Dạ em biết, em nhìn cơ địa là em biết, nhưng mà do nó là bị cơ địa, mình đừng có để nặng hơn là đừng có để di chứng về sau thôi, chứ còn mình phải cứ đi vậy đó chị. Dạ trong thời gian điều trị thôi, còn sau điều trị thì tháng đồ mình mới đi một lần thôi, và duy trì để không có tình trạng mụn nó phát triển á chị, mình ngăn chặn á. Ví dụ như mụn ẩn như thế này nè, mình lo mình nặng trước thì nó sẽ không có tình trạng mụn to nữa. Dạ nó đơn giản lắm chị, cũng không. Dạ đúng rồi, con chị oanh dùng đó, con bé Lê á, chị anh dùng đó, nó dùng cũng lâu rồi đó, cũng vài năm nữa, nhưng mà đợt này nó lười á, nó không chịu bôi, nó không chịu chăm, bị mụn lại nè, đợt này mặt nhiều lắm. Với lần kia vừa rồi thi thiết gì đó cũng không rõ, mà thức đêm thức hôm. Dạ cơ địa mụn rồi mà thức đêm nữa là nó mụn nhiều lắm chị, còn người mà không mụn là có thức cũng không có lây mụn. Sao chứ? Ý là bị mua hũ kem mới dùng có vấn đề gì hả? Em dùng kem hay là em dùng cái gì? Em dùng kem ạ.
Kem thì nó xui trừ, nếu mà như rớt thì chắc không phải đâu em. Ừ, tại vì kem là một kiểu hồi xưa đến trừ chứ là đâu có thay đổi gì đâu. Em có dùng gì khác không? Coi thử phải dị ứng hay là gì. Rồi để xíu chị xem da là gì biết liền á. Thôi là cái này là tìm ra chưa chưa luôn vậy hả bà? Tráng à, dạ bà đi ngủ được rồi, bà đi theo gái mẹ rồi. Nãy thấy ở đâu? Ngủ chỗ mồ coi dưới giường có không, dưới sofa luôn, chùi dưới đây không? Coi lại cam à hay là rồi xong hiện đỡ và nuôi.